Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp có thời gian làm bài 50 phút và 10 phút nghỉ sau mỗi phần thi. Ghi nhận tại điểm trường Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hầu hết các thí sinh cho rằng đề thi tổ hợp khoa học xã hội năm nay vừa sức với học sinh. Nội dung thi đều thuộc phần kiến thức đã được ôn tập. Số câu hỏi nhận biết và thông hiểu có tăng, phù hợp với tình hình thực tế học sinh đã có thời gian học online và ôn tập gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đề thi không có câu hỏi đánh đố, lắt léo. Việc ra đề thi khá tưởng minh nhưng vẫn có khả năng phân hóa, giúp cho việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học thuận lợi. Tất nhiên là việc em thi như này thì khá là khó khăn bởi vì em phải nghĩ và em chỉ có 10 phút để nghỉ giải lao để em có thể lấy lại những cái kiến thức mà em đã học môn khác để làm bài thi tiếp theo ấy ạ. Khá là vất vả và căng thẳng. Em cảm thấy là vừa sức với cả bản thân ấy. Những nội dung em làm em đều đã học qua, sử là khó khăn nhất với em, môn địa với cả giáo dục công dân khá là ổn. Mặc dù mỗi môn thi chỉ kéo dài 50 phút, nhưng việc thi liên tục 3 môn trong buổi sáng, thời gian nghỉ ít, cộng với việc phải đeo khẩu trang suốt thời gian thi, khiến nhiều thí sinh cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay em cảm thấy em cũng làm tốt bài thi ạ, và em thấy đề thi không khó. Về nói về mức độ nhận biết thì đa phần là bài thi ở mức độ nhận biết, còn các câu về vận dụng cao tầm khoảng câu 45 trở đi ạ. Chiều nay, các thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng trong kỳ thi năm nay, đó là ngoại ngữ. Theo các thí sinh, đề thi năm nay rất sát với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo cho học sinh bình thường vẫn làm được, đồng thời có tính phân hóa. Phần ngữ pháp, phần sửa lỗi sai ổn, học sinh đều làm được. Nhưng nếu học sinh không đọc kỹ sẽ bị nhầm. Riêng phần đọc hiểu ở cuối bài thi phân hóa cao, phần này dành cho học sinh giỏi nhiều hơn. Bắt đầu từ ngày mai 11 tháng 8, các địa phương sẽ tổ chức chấm thi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đã chuẩn bị xong điểm chấm thi, lưu trữ bài thi, bảo đảm an toàn. Các địa điểm chấm thi tự luận, bảo đảm chấm 2 vòng độc lập. Còn đối với môn thi trắc nghiệm, đến nay mọi khâu chuẩn bị cũng đã được hoàn tất.